Hello, xin chào các cô các bác nha. Cháu là Hữu Long Sô Cô La, con của bố Hữu Long Hưng đây ạ. Cháu rất thích đeo khẩu trang. Hôm qua cháu đã tự lấy khẩu trang cháu đeo đấy. Không phải mọi người, không phải là ai bắt cháu đeo đâu, cháu tự xung phong đeo. Hỏi bố nó bảo là ơi anh đeo khẩu trang cho nó à, bảo không. Mà em thì không rồi. Thế hóa ra là nó tự đeo này. Ôi giời ơi là giời. Ôi giời ơi là buồn cười không? Lý Long sô cô la. Đây là đứa bé, bé nhất nhà đấy. Bám lắm, kiếp. Cháu à, bám bố lắm. Không phải tự nhiên là được đặt tên là Hữu Long sô cô la đâu. Tranh giành với chị sữa kinh lắm. Cướp trên giàn mướp luôn, chiếm lấy bố, xong rồi là ôm lấy tay bố, ôm chân bố, giữ chặt luôn. Chị sữa không được tranh của em luôn. Xong rồi làm ôm bố rên gừ gừ luôn, như là kiểu sở hữu riêng của mình. Chị Long sô cô la. Nó bé nhất nhà đây các bạn. Nhà đây là con này, nó bé nhất. Cháu là bé nhất nhà. Lớn nhất là sữa. Xong rồi đến nhì là caramel. Và bé nhất là sô cô la. Sô cô la dầu gù là đó. Sô cô la dầu gù là đến đây đầu tiên là được 7 lạng, bây giờ nó lên cân 6 rồi đấy các bác ơi. Đói. Cháu thân phận là từ từ nhỉ? Từ chỗ bới rác về đây đấy ạ. À, thương nhỉ, thương lắm nuôi luôn nhỉ. Bé con gái lại còn đi bới rác thì tội quá nhỉ. Con trai đã đành nhỉ em nhỉ. Thôi vẫn đeo khẩu trang nha, vẫn đeo khẩu trang, vẫn đeo. đeo mặt nha. Đấy, vẫn đeo khẩu trang. Mặt cứ tỉnh bơ đấy. Có một hôm anh bơ về nhá. Có một hôm anh bơ về nhá. Anh bơ bây giờ xấu hổ rồi, không dám xuống nữa rồi. Về à? Đó. Về à? Ở trên tầng đấy. Ở trên đấy là không về. Không về nữa rồi. Để thịt ra ngoài em nó xấu. Xấu hổ. Để thịt ra ngoài ấy. Hôm nào đó, trời nó ấm ấm lên để tìm nó. Bây giờ em cứ để mình thịt ra ngoài, để bác thịt ra ngoài xong rồi ăn. Đi lâu quá xấu hổ không dám xuống. À, thương mình bơ phết đấy. Bơ cũng ngoan nhỉ. Ông bà yêu bơ lắm. Bơ ngoan lịch thiệp. Dịch lãm nhỉ. Tranh chỗ của chị sữa luôn. Chocolate là tranh chỗ của chị sữa luôn. Còn caramel thì nó không, caramel không phải là đối thủ của sô cô la. Chỉ có mỗi chị sữa là đối thủ đáng gườm của sô cô la mà thôi. Nó dùng mọi mưu hèn kế bẩn để chiếm lấy bố. Xong rồi ôm lấy, xong rồi nằm gối lên tay, gừ gừ luôn. À gừ gừ à, lại chạy sang bố gì rồi. Đấy, lại chạy sang bố rồi đấy. Nào không là ôi rồi lại sang bố. Ôi rồi ôi, nịnh bố kinh không, nịnh bố không. Ôi rồi ôi rồi ôi, nẫu quá, nẫu quá, nải chuối chín nẫu quá. Rồi chiếm lấy bố của chị sữa rồi. Sữa ơi, sữa bị sô cô la cướp trên giàn mướp rồi này. À sữa, sữa lên đây con, lên đây chiến đấu đấy, chiến đấu giành giật lại bố yêu của mình đấy. Ôi khiếp, để sô cô la nó cướp rồi đây này.
Sô-cô-la nó cướp trên rán mướp rồi này. Thử lên đi con. Sữa lên đây. Sữa. Đi sô-cô-la nó cướp trên rán mướp rồi. Sô-cô-la là mưu hèn kế bẩn đủ trò luôn. Mọi mưu mô là đều ứng dụng hết để cướp bằng được. Cướp xong rồi biến thành của mình. Xong rồi nằm riêng gừ 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 đầy hạnh phúc như kiểu của riêng mình nhé. Nhỉ. Sữa, sữa lên đây con. Dỗi rồi, hữu hữu hồng sữa này, dỗi rồi. Nào. Hữu hồng sữa nhanh lên. Nào. Hữu hồng sữa lên đây. Nào, lên đây con. Áo của sữa này để tí nữa giặt nhá. Nhá. Sữa giặt giặt nhá, giặt áo nhá. Lên đây con. Tí nữa à, giặt này áo này nhá. Nhanh lên để mẹ đi giặt cho này. Lên đây, lên đây. Đấy. Rồi ôi, chiếm. Úi dồi. Úi dồi. Mặt bố chết. Úi dồi ôi này. Đuổi nó đang nằm yên, tự nhiên đuổi nó lên đây xong rồi thăm rồi lại suốt ngày chiếm nhỉ, sữa chiếm lại bố. Sữa ơi, sữa sữa bảo là của ta là của ta, không của là của ai khác, của ta là của ta, không là của ai khác. Ôi rồi ôi chiếm giành giật, cả hai đứa giành giật bố chiếm lấy thanh của mình này, mặt sữa này đây, chuẩn bị quay mặt cái người đàn ông hạnh phúc nhất mà được coi như là bị được chiếm đây, chuẩn bị quay mặt cái người đàn ông đẹp trai mà được 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 cả hai đứa tranh giành giành giật bằng được hữu hồng sữa và hữu hồng sô cô la. Đấy, sữa đấy. Của mình rồi. Chiếm thành của mình rồi. Hài lòng chưa? Ừ, hài lòng chưa? Đấy. Đeo khẩu trang. Phòng Covid ở khắp mọi nơi. Coca-Cola. Trời ơi ghê gớm thật. Ừ, thế kêu ré lên thế, tại sao không nằm ra khỏi cái tay đấy đi? Hả? Đi ra chỗ khác, ra khỏi cái tay đi. À không á. Nhưng mà nó cũng ghê thật đấy. Nó cứ ré lên thế, tại sao nó không đi ra chỗ khác mà ré? Sữa nhở? Sữa bảo là sao không đi ra chỗ khác mà ré, mà cứ ôm lấy cái tay ấy, xong thì ré lên thế. Ra khỏi cái tay đi. Ừ. Đeo khẩu trang kín mít như thế mà cũng vẫn biết được là nằm ở trong lòng của tay à? Ừ. Trộm đẻo nhỉ. Trộm đẻo thật ấy. Mà rõ ràng nhá. Ôi dồi ôi. Nó tưởng sữa. Nó tưởng sữa. Sữa ơi. Có mỗi caramel là nó chả cần gì. Lờ. Thôi, cởi ra. Cho nó thở. Sữa mang quần áo đi ra giặt đi. Đi hiện.
mang quần áo của mình ra giặt đi Hiên nhá. Này, cháu đi ra cháu giặt quần áo đây, cháu sữa đi ra giặt quần áo đây, giặt sạch sẽ đây. Xong rồi sữa mặc cái áo khác nhá, áo này bẩn rồi nhá.